vào cái đô thị một cái gọi thị xã hoặc là xã hoặc huyện cái là trắng này, nhà cửa là nó quần thể rác rưởi có lô nhôm ngay. Thế mà đi trên đồi núi có thứ đẹp cũng không, không có người bằng. Sau mọi người hỏi bố đi đâu, bố bảo nó tôi không biết, nhưng mà năm ngoái là ba bố con đi Cát Bà được, mọi người cũng lại đi Cát Bà, thế là bị tắc đường mấy tiếng đồng hồ, tất cả rủ nhau đi Cát Bà, thế là về kêu mình là tại sao bảo trước mà cái tôi năm tôi đi có bị sao. Số liệu bọn đưa vào bên Metropole nó vẽ ra cái biểu đồ là Nam Định là dân số nó giảm dần. Nam Định là bao nhiêu đấy? Trong các thành phố thì Nam Định là thành phố phải và phòng Hà Nội, Nam Định là thành phố cổ, mình thấy thằng Nam Định nó không phát triển mấy. Vâng. Thậm chí nó đi xuống vì cái thành phố nó cái thời Pháp là bị coi như tiêu hết rồi. Cái nhà máy dệt là cái cuối cùng cũng bị đập nốt rồi, tất cả thành phố là làm lại trên một cái nền tảng là không có tiền, cho nên là nó rất nhếch nhác, nhưng mà nó lại môi trường lại vẫn ổn vì nó không có nhà máy nhà móc nữa, đã đầm lại sạch, lại hít thở ở đây lại thấy tốt. Chứ cái chỗ nào mà đông dân là chỗ môi trường hỏng hết, chỗ nào bị người là hỏng, cứ con người là phải có xe máy, là phải nước nôi, quảng đồ nhựa đổi nhựa, điện đo đủ thứ ngay lại hỏng cái môi trường. Thật sự lý bọn châu Âu bọn kia nó môi trường nó tốt vì ít người, không phải là văn hóa rồi là ý thức đều tốt, giáo dục đều tốt, nên họ duy trì được. Xin mãi mới được vào làm, thì họ từ các vùng quê làm ruộng.